Hôm nay là 28 cây. 28. Nói chung đây là đúng. Hôm nay là 28 cây tháng 5 2022. Tôi lên dưới kho thì đi với em Hùng Nguyễn, với em An đến bệnh viện Đa khoa để phát cơm cho bà con. Thì gặp được cái hoàn cảnh của hai vợ chồng anh này. Ba bao nhiêu tuổi chị? Tên gì ở đâu? Chị tên gì? Tô Thị Chính, phải không? Tô Thị Chính 62 tuổi, chị bị suy thận, đúng không? Tôi thật kệ, 62 tuổi thì hai chị bị suy thận, đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa Linh. Xin đại diện nhóm của em Lê Hạnh gửi cho gia đình mình 300.000. Chị cảm ơn em nhiều nha Hạnh. Bye bye. Rồi, rồi. Cái này người ta gửi chạy cho thận. Rồi.